Trong những ngày kế tiếp chúng ta ở nước Mỹ này nè, nó cũng sẽ có những cái nạn, rồi nước Việt Nam sẽ tiếp tục những cái nạn, tiếp tục là nạn đói, nạn lo này lo kia, thiếu này thiếu nọ. Bây giờ đến nỗi mà không có việc làm, không có như sinh hoạt trong những thời gian mà xưa đó, thì những người ở bên Việt Nam mình bây giờ họ cũng không còn gì họ để mất nữa, chỉ là sáng thức dậy kiếm gì ăn bậy bạ no rồi chờ rồi ngóng, nó cứ thế, tương lai không có nữa. Thì cái này đã nói cách đây 1 năm rồi, Đức Thầy mà chưa xuất hiện á, là con người Việt Nam mình tất cả 100 triệu người luôn á, giờ khi những người có sanh dứt sanh sao họ hơi bận rộn quá không, để mà họ họ, họ lùa của. Chứ còn những cái người mà bình thường từ người giàu cỡ đó mình thấy bị bắt tùm lum á, và tới cái người mà không đau ôm hay là shipper ở bển cũng là lòng dạ rất là nao núng, họ mong cái gì họ chờ cái gì, họ chờ một cái thay đổi, họ chờ 3 tiếng sấm nổ đùng 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 thì mọi thứ sẽ thay đổi. Thì ngày đó hôm nay á thì mình thấy sắp sửa rồi đó, Đức Thầy sẽ xuất hiện, Ngài không có thất hứa.